Sau vài tháng xây dựng, lấy ý kiến, ngày 13 tháng 12 vừa qua, Bộ Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức ban hành. Bộ Quy tắc được cho là một động thái cần thiết và kịp thời để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn từng xuất hiện của nhiều người nổi tiếng, từ tuyên truyền ăn run đất để chữa Covid-19, văng tục trên mạng xã hội, quảng cáo tiền ảo, đến lùm xùm chuyện tiền từ thiện. Thưa quý vị, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, đó chính là mục tiêu mà Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật lần này hướng tới. Thế nhưng mà liệu đây có thực sự là một cây đũa thần để có thể thanh lọc môi trường văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam hay không thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta hãy thử phân tích một chút trong ít phút tới đây của một điểm tuần trong chương trình hôm nay. Vâng, trước tiên thì phải nói ngay rằng chẳng có cây đũa thần nào ở đây cả để có thể thanh lọc môi trường văn hóa nghệ thuật. Bộ quy tắc này hoàn toàn không đi kèm với những chế tài xử phạt, mà khi không có công cụ để trừng trị những vi phạm pháp luật thì rõ ràng rằng nó chỉ như là một tấm gương thôi để những người làm nghệ thuật có thể soi chiếu, có thể nhìn nhận lại hành vi của mình. Câu chuyện này thực ra cũng không mới. Từ lâu thì chúng ta cũng đã có nhiều những bộ quy tắc ứng xử đã tồn tại trong những không gian khác nhau. Hãy thử tính sơ sơ mà xem, một ngày chúng ta đang phải soi chiếu vào bao nhiêu những chiếc gương quy tắc ứng xử khác nhau. Ví dụ như ở nhà chẳng hạn, ở nhà thì có bộ quy tắc ứng xử trong gia đình, trẻ em đi học thì có bộ quy tắc ứng xử trong trường học, người lớn đi làm thì có bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đi chơi thì có bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, lướt Facebook chẳng hạn thì lại có bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Thậm chí là nhà xuất bản tôn giáo trực thuộc ban tôn giáo của chính phủ còn từng có một bộ 3 cuốn sách nói về những quy tắc ứng xử. Vâng, khi mà ngồi và tổng hợp lại thì mới thấy là chúng ta đang sống giữa xung quanh là vô vàn những bộ quy tắc ứng xử khác nhau. Thế nhưng có lẽ khó có ai có thể mẫu mực đến nỗi mà có thể nhớ và thực hiện được đúng và đủ theo tất cả những quy tắc ứng xử vừa kể trên. Hơn nữa, cuộc sống thực tế thì luôn muôn hình vạn trạng. Khoảng cách từ quy tắc trên giấy tờ tới thực tế áp dụng cũng là một chuyện cần bản. Ví dụ như là bộ quy tắc ứng xử tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có yêu cầu là mọi cá nhân tổ chức cần có thái độ ứng xử chuẩn mực, không có những hành vi, những lời nói thô thiển, tục tĩu không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Thế nhưng mà hãy thử vào vai một người bán hàng trên phố Hàng Mã, Hà Nội mà xem, việc áp dụng đúng những quy tắc này chẳng dễ một chút nào cả. Mới dọn hàng, chưa được đồng nào mà toàn khách xà vào chụp ảnh, tắc cả đường, hỏng cả hàng, sốt ruột thực sự chứ. Ra nhắc nhở thì không xuể, mà có khi còn không kìm được lời nói thô thiển, tục tĩu. Đã thế, mình sẽ treo biển thu tiền 50, 100 nghìn đồng gì đấy một ảnh. Ơ nhưng mà, tiểu thương không được phép thu tiền chụp ảnh à? À, đã thế thì cấm. Nếu đã cấm, thế thì mình sẽ ghi thế này: cấm chụp ảnh, đọc được chữ, đi hộ cái, cảm ơn. À đấy, khách lại đang chụp ảnh với cả biển cấm luôn đây này. Bó tay thực sự. Vâng, cô gái chụp ảnh cạnh biển cấm chụp ảnh của chủ cửa hàng. Đây chính là hình ảnh trong một đoạn video clip mà đang được chia sẻ trên mạng xã hội ít ngày gần đây. Nó làm tôi nhớ đến một trào lưu vui vui cũng trong khoảng thời gian này, bắt nguồn từ một chàng rapper nổi tiếng là Lãng Tử của rap Việt. Cụ thể thì một câu nói sẽ được anh chàng này dùng dấu phẩy ngắt quãng ở một vị trí có vẻ như là vô lý, thế nhưng mà lại tạo thành hai vế câu nghe vẫn có nghĩa và thú vị. Ví dụ như là câu anh điêu phẩy đứng vì em, như là bức hình quý vị đang theo dõi ở đây. Quay trở lại với cô gái kia thì khi mà đọc thông báo của người bán hàng, có thể cô ấy đã ngắt câu như thế này: đi chơi phố không phẩy được chụp ảnh. Và trước đó nữa, những ông già Noel sáu múi này có lẽ cũng đã ngắt câu theo kiểu là đi tàu điện không phải được cởi trần. Vâng, sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua thì mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh chụp một nhóm người cởi trần đứng trong khoang tàu điện Cát Linh, Hà Đông. Họ mang theo banner quảng cáo cho một chuỗi cửa hàng. Lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết là nhóm người này không xin phép đơn vị vận hành mà tự ý thực hiện bộ ảnh. Ngay sau sự việc thì lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết là đã chỉ đạo cơ quan thanh tra xác minh xử lý nhóm người này. Vâng, có một sự thật là nếu như trang fanpage của thương hiệu kia vẫn tăng tương tác đều đều sau bộ ảnh ông già Noel sáu múi, nếu như mà khách hàng vẫn dùng sản phẩm của thương hiệu này thì sẽ chẳng có cái xấu nào bị dẹp đi cả. Sẽ lại có những thương hiệu khác nghĩ ra những cách tương tự để bán hàng.
dẹp cái xấu cũng cần sự quyết liệt của mỗi người chúng ta. Và nhân lên cái đẹp cũng vậy. Nếu như thấy điều gì đó tốt đẹp quanh mình thì hãy quyết liệt ghi nhận nó và đừng tiếc những lời khen. Bây giờ thì hãy khép lại một điểm tuần văn hóa ngày hôm nay với những cái đẹp của mảng văn hóa trong tuần vừa qua mà tôi tin rằng là chúng ta cần phải biết và cần phải ghi nhận. Ngày 15 tháng 12 vừa qua, tại Paris, Pháp, nghệ thuật xòe thái đã chính thức được UNESCO ghi danh di sản phi vật thể của nhân loại. Vui mừng vì sự ghi danh cũng là lúc cần thấy rõ trách nhiệm bảo vệ di sản của văn hóa Việt. Tối ngày 13 tháng 12, đêm chung kết Super Modern Me mùa thứ 6 đã chính thức diễn ra tại Singapore. Người mẫu Quỳnh Anh đã được xướng tên là người chiến thắng, trở thành quán quân Việt Nam đầu tiên trong một cuộc thi người mẫu tầm cỡ châu Á. Quả là một năm thành công của nhan sắc Việt. Cũng là một nhan sắc Việt nhưng lại đang tạm dừng hành trình vì một lý do chưa từng có tiền lệ. Vì có thí sinh dương tính với SARS-CoV-2, Miss World 2021 đã tuyên bố lùi thời gian tổ chức đêm thi chung kết khoảng 90 ngày. Như vậy là lại có thêm 3 tháng nữa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, đại diện của Việt Nam, phải tập trung tập luyện để sẵn sàng cho đêm thi này. Hơn lúc nào hết, cô ấy cần sự cổ vũ của khán giả nước nhà.